Thưa quý vị, thưa các bạn, trong thời gian qua, hoạt động buôn lậu và vận chuyển hàng cấm tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh nói chung và đồn biên phòng quốc tế Móng Cái nói riêng diễn ra khá phức tạp, gia tăng về số vụ, phương thức và thủ đoạn ngày một tinh vi hơn. Nhiều đối tượng lợi dụng việc xuất nhập khẩu hàng hóa để thực hiện hành vi buôn lậu. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 2,1 km đường biên giới giáp với thành phố Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc, duy trì lưu thông cửa khẩu quốc tế Bắc Luân, cửa khẩu phụ Ca Long và cầu Bắc Luân 2, phụ trách địa bàn biên phòng 2 phường Ca Long và Trần Phú. Đây là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng an ninh và đối ngoại, là cửa ngõ thông thương giữa Việt Nam, Trung Quốc và các nước ASEAN. Vì vậy, những năm qua, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn đơn vị, quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đồng thời phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các lực lượng quản lý cửa khẩu, đấu tranh chống các loại tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, chất nổ, mua bán phụ nữ, trẻ em, chống buôn lậu, gian lận thương mại, đảm bảo cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh diễn ra an toàn, thuận tiện. Bám sát văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và tỉnh về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán vừa qua, Ban Chỉ đạo 389 đồn biên phòng quốc tế Móng Cái đã phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, bắt giữ và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, tuyệt đối không để xảy ra các vụ việc phức tạp về buôn lậu, gian lận thương mại và buôn bán, kinh doanh hàng giả, hàng cấm trên địa bàn trước, trong và sau Tết. Trước diễn biến phức tạp của tình hình buôn lậu và vận chuyển thuốc lá lậu, lực lượng hải quan và bộ đội biên phòng chịu trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới, tập trung đấu tranh triệt phá các đường dây ổ nhóm, bắt giữ các trường hợp vận chuyển thuốc lá nhập lậu vào nội địa tiêu thụ. Lực lượng quản lý thị trường tăng cường công tác quản lý thị trường nội địa, tập trung kiểm tra các điểm tập kết, tàng trữ hàng lậu để kịp thời phát hiện xử lý. Đơn vị đã quán triệt nghiêm chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, triển khai xây dựng cái kế hoạch cao điểm phòng chống tội phạm. Rồi trong cái tháng cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, để triển khai hiệu quả cái đấy thì đơn vị đã triển khai quán triệt đến toàn thể cán bộ chiến sĩ. Hai nữa là đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nghiệp vụ, tăng cường cái công tác nắm tình hình, rồi điều tra cơ bản, tăng cường quản lý bảo vệ biên giới cửa khẩu, ngăn chặn các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, rồi hoạt động của các loại tội phạm. Bên cạnh đó, công tác quản lý cán bộ thực thi nhiệm vụ cũng được tăng cường, siết chặt kỷ luật bằng việc đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu theo từng địa bàn, lĩnh vực phụ trách, điều chuyển, đề xuất điều chuyển, thay thế người đứng đầu các cơ quan, đơn vị không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, có biểu hiện bao che, dung túng cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, xử lý nghiêm các vi phạm.